Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cuộc căng thẳng giữa hoa kỳ và trung quốc tại khu vực á châu thái bình dương và vừa kết thúc xong cái đối thoại quốc phòng sanila và sau đó thì quý vị những uh, diễn biến sau đó đã cho thấy rõ ràng là mối căng thẳng này đã không thể giảm đi và gây khó khăn cho nhiều quốc gia tại Đông Nam Á. Có thể nói là các quốc gia Đông Nam Á đã bất lực trước sự căng thẳng này. Trong khi đó thì các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ đã dần dần xuất hiện nhiều hơn tại cái tuyến đường Indo-Pacific cho thấy rằng cuộc đối đầu này gần như là đã, đã bắt đầu nâng thêm một cấp và Trung Quốc sẽ phải đối diện với nhiều thách thức hơn. Ok quý vị, Trước khi mà chúng ta đi vào trong cái phần gọi là phân tích sau cái đối thoại quốc phòng Australia diễn ra 3 ngày, ngày 2, ngày 3 và ngày 4 tây tháng 6 vừa qua ở tại Singapore thì những diễn biến sau đó chúng ta sẽ thấy được rõ ràng là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng cường sự hiện diện của đồng minh ở khu vực này cũng như là bắt đầu có những cái ngôn ngữ có vẻ như cứng rắn hơn so với trước đây vẫn muốn đối thoại với Trung Quốc. Ok quý vị, đầu tiên hết là chết sullivan lên tiếng và nói rằng có thể joe biden sẽ gặp uh, tập căn bệnh ở một cái điểm một số điểm nào đó đây là cái uh, bản tin sau cái hội nghị Sanya. bên cạnh đó thì uh, anh quốc đã bắt đầu tiến tới khu vực indo pacific với chiến lược này để mà uh, kềm chế sự đe dọa của cộng sản trung quốc thì quý vị thấy rõ và bên cạnh đó thì uh, đức lên tiếng cảnh cáo là uh, trung quốc không nên tìm cách gọi là chiêu mộ những cựu phi công của đức đồng thời Đức cũng cho biết là họ sẽ gửi hai cái tàu hải hải quân của họ tức là tàu chiến của họ tới khu vực Indo-Pacific vào năm 2024. Bên cạnh đó thì Đài Loan cũng thúc giục Trung Quốc là chấm dứt hành động gọi là khiêu khích ở gần cái sau khi mà có một cái uh, bám vào một chiếc tàu uh, hải quân của Hoa Kỳ. Và quý vị, đó là những cái mà rồi bên cạnh đó Nhật Bản và đồng và Trung Quốc đồng ý là sẽ có một cái đường dây gọi là uh, hotline tức là một cái đường dây uh, nóng để mà giảm đi tất cả những căng thẳng quý vị tất cả những bản tin này diễn ra sau cái hội nghị quốc phòng và cái đối thoại quốc phòng Canada trong đó gần như bắc kinh trở thành tâm điểm đã bị chỉ trích của hoa kỳ và các đồng minh và quý vị thấy rõ ràng là sau cái hội nghị này thì chúng ta thấy được có hai vấn đề tức là các quốc gia ở đông nam á thì tìm cách quân bình cái sự gọi là đối đầu của hoa kỳ và của trung quốc các quốc gia tại đông nam á trong khi đó những quốc gia khác cũng ở đông nam á thì họ muốn rằng có thêm nhiều quốc gia khác bên cạnh hoa kỳ tăng cường sự hiện diện của họ tại khu vực biển đông và đặc biệt là á châu thái bình dương trong cái tuyến đường indo pacific để tăng mức kềm chế đối với lại cộng sản trung quốc rõ ràng trung quốc đang là mối tiềm năng đe dọa của các quốc gia ở khu vực đây là điều mà chúng ta đã thấy rõ ràng trong cái hội nghị salila trong hội nghị này thì trung quốc đã liên tục Chiếm diễn đàn, chiếm diễn đàn tức là ngoại trừ cái lời phát biểu của Lý Sơn Phu, tức là Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc là Lý Sơn Phu, ở trên cái diễn đàn bên lề của cái hội nghị này. Gần như là những nhân vật cao cấp của giới quân sự Trung Quốc đều liên tục xuất hiện trong các cái diễn đàn phỏng vấn của Reuters, của AP, của AFP và của một số những cơ quan truyền thông tại Á Châu. Trong đó họ lên tiếng công kích và nói rằng Hoa Kỳ có sự hiện diện ở tại khu vực này là một thách thức đối với họ bởi vì gần bờ, bờ biển của họ và Hoa Kỳ vẫn liên tục gửi mạng lưới quân sự tới đây. Và quý vị, gần như là trong cái hội nghị Salila lần này, cái điểm then chốt à, mà ngoài trừ cái cuộc đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ra thì người ta thấy rõ rằng Bắc Kinh năm nay có vẻ như là họ lấn lướt trong cái diễn đàn của Salila. Thứ nhất là quý vị còn nhớ cái hình ảnh mà cô uh, sĩ quan cấp tá của Trung Quốc đã đi cắm cái lấy cái uh, label cờ Trung Quốc dán từng cái ghế để mà chiếm chỗ ngồi trước. Là quý vị thấy rõ ràng là Trung Quốc năm nay có cái ẩn ý nhiều hơn. Và thứ hai là họ liên tục uh, xuất hiện trên các diễn đàn nhằm mục đích là có thể uh, có thể nói rằng là họ muốn chiếm cái diễn đàn để mà đưa cái tiếng nói của họ ra và đưa cái quan điểm của họ ra và thứ ba là họ vẫn tiếp tục duy trì một cái thái độ rất cứng rắn trong vấn đề của Đài Loan. Thì quý vị, những cái việc này đã xảy ra tại Sanila và việc này đã dẫn tới tình trạng các quốc gia, một số quốc gia tại Đông Nam Á gần như là bất lực trước sự căng thẳng này. Họ không thể quân mình được cái sự đối đầu càng lúc càng căng của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Ngược lại, các quốc gia đồng minh và đối tác Hoa Kỳ ngay sau cái hội nghị Sanila này đã lập tức tuyên bố anh sẽ có mặt à, sẽ có mặt ở trong cái tuyến đường indo pacific tức là họ sẽ có một cái chiến lược phối hợp với hoa kỳ để tuần tra trên cái tuyến đường indo pacific tức là từ ấn độ dương qua tới thái bình dương bên cạnh đó thì đức là cái quốc gia lần khần nhất có thể nói là trong các đồng minh của hoa kỳ khi mà đối đầu với trung quốc thì đức là cái quốc gia luôn à, chọn cái thái độ à, hiện họ nói là trung dung nhưng thực ra quý vị họ vẫn có cái tiếng nói gần như là thiên về phía Trung Quốc. Nay thì Đức phải tuyên bố thứ nhất là yêu cầu Trung Quốc chấm dứt thuê mướn các phi công của họ để huấn luyện cho phi công của Trung Quốc. Thứ hai là họ tuyên bố là ít nhất sẽ có hai chiếc khu trục hạm của họ sẽ có mặt ở tuyến đường Indo-Pacific trong năm 2024. Thì quý vị, việc này cho thấy rõ ràng là các đồng minh của Âu Châu của Hoa Kỳ đã dần dần đã thứ nhất là được Hoa Kỳ thuyết phục, thứ hai là họ phải đáp ứng cái nhu cầu của đồng minh Hoa Kỳ, là phải cùng hiện diện chung với Hoa Kỳ để mà gọi là gìn giữ cái an ninh trật tự trên toàn cầu ở nhiều khu vực chứ không phải chỉ tập trung tại Âu châu. Trước đó thì quý vị, mặc dù ông Emmanuel Macron có những cái lời phát biểu vun vích, nhưng cuối cùng thì lực lượng quân sự của Pháp cũng đã có mặt tại khu vực eo biển Đài Loan và biển Đông. Có nghĩa là các đồng minh của Âu châu dần dần nhận ra được ngoại trừ sự đe dọa của Nga thì sự đe dọa của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới cái quyền lợi và ảnh hưởng tới cái cái tư thế của các đồng minh Hoa Kỳ, đặc biệt là các quốc gia tại Âu châu, họ vẫn muốn có phần tại Á châu. Thì anh thì không nói rồi tại vì anh là một đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Thì bây giờ tới Đức và Pháp cũng đồng thời thời gia tăng sự hiện diện. Bên cạnh đó thì quý vị, Nhật Bản và Trung Quốc đã tới mức gọi là căng thẳng không kém gì Hoa Kỳ, tới mức mà đôi bên đã đồng ý giữa Nhật Bản và Trung Quốc có một cái đường dây hotline, tức là một cái đường dây nóng để mà giải quyết tất cả những cái uh, xung đột ở trên mặt biển, đặc biệt là xung quanh cái đảo Sekaku, nơi mà người Nhật, quản Trị và Trung Quốc cho rằng đây là lãnh hải của họ à, với cái tên là đảo Điếu Ngư. Còn Đài Loan thì nói rằng đây là đảo của họ với cái tên là Điếu Ngư Đài. Thì quý vị, rõ ràng là trong cái hội nghị quốc phòng này Trung Quốc muốn chiếm diễn đàn. Thứ nhất, thứ hai là Trung Quốc đã trở thành cái điểm tập trung của các quốc gia. Hầu hết đều lên tiếng và yêu cầu Trung Quốc là chấm dứt thái độ bức hại và uy hiếp tới những quốc gia, gia nhỏ xung quanh khu vực bao gồm cả Biển Đông, Đài Loan. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là thứ nhất là cuộc căng thẳng này có vẻ như không giảm đi, càng lúc càng căng hơn. Và ngay trong cái hội nghị diễn, cái diễn đàn này đang diễn ra, tức là cái đối thoại quốc phòng Sandila đang diễn ra là hai chiếc tàu, một chiếc tàu kinh hạm của Canada, một chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ băng ngang eo biển Đài Loan và ngay lập tức Trung Quốc đã cho tàu của họ trận ở đầu tàu, tức là đi ngang qua đầu tàu thôi chứ không có đến nội gọi, gọi là gọi là đụng chạm nhưng mà có lẽ là gây ra một cái tình trạng gọi là thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm theo lời mô tả của đại thức hạm đội. Thì quý vị rõ ràng Bắc Kinh đang phô trương cái uh, thứ nhất là họ phô trương cái sức mạnh quân sự của họ thứ hai là họ đang phô trương cái chính sách ngoại giao của họ do đó tại sao lần này họ dồn rất là nhiều vào cái uh, đối thoại quốc phòng Canada trước đây tôi đã từng nói với quý vị Trung Quốc không coi trọng cái hội nghị quốc phòng này ngày xưa từ nó bắt đầu từ năm 2002 nhưng trong liên tục mười mấy năm Trung Quốc chỉ gửi những uh, sĩ quan cấp thấp hoặc là những tướng cấp thấp trong giới quân cổ đội của họ tham dự bắt đầu từ năm 2018 khi mà có cuộc đối đầu với Hoa Kỳ trong vấn đề mậu dịch dưới thời của ông Trump thì lúc đó quý vị 2018, 2019 hai năm liên tục thì đương kim bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc thời điểm đó là Ngụy Phụng Hòa đều có mặt ở Salila hội nghị quốc phòng này cho tới năm 2020, 21 và thì nó đã bị ngưng lại bởi vì cái tình trạng của đại dịch và năm 2022 nó đã nó đã tái lập lại nhưng mà có nhiều quốc gia không tham dự mà gần như là chỉ tham dự qua màn hình video chứ không có có mặt hiện diện năm nay là năm chính thức đầu tiên 3 năm sau đại dịch thì các bộ trưởng quốc phòng của nhiều quốc gia có mặt ở trong cái hội nghị quốc phòng này thì Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi quan điểm và tăng cường cái uh, lực lượng của họ trong cái diễn đàn này để chiếm diễn đàn bên cạnh cái lời phát biểu của người của Li Shanfu tức là bộ, trưởng quốc phòng của Trung Quốc ở trên cái diễn đàn chính nằm ở trong nghị trình thì quý vị bên cạnh đó hầu như các giới cao quân đội của Trung Quốc đều có mặt trong các cuộc phỏng vấn nếu mà quý vị xem kỹ thì liên tục quý vị thấy những cái cuộc phỏng vấn từ phát ngôn viên cho tới bộ quốc phòng cho tới các tướng lãnh cao cấp đều có mặt và trả lời phỏng vấn báo chí rõ ràng Trung Quốc thấy rõ là họ bị thất thế về mặt trận ngoại giao họ bị thất thế về mặt trận ngoại giao do đó họ đang muốn chiếm lại cái diễn đàn đưa tiếng nói của họ ra do đó quý vị họ xuất hiện rất nhiều nếu mà quý vị coi lại toàn cảnh của cái shangri la thì gần như đó là quý vị sẽ thấy là bóng dáng của các sĩ quan các tướng lãnh của trung quốc có rất nhiều ở trong cái đám cái đám đông của cái hội nghị này thứ hai là họ sẵn sàng trả lời phỏng vấn so với trước đây họ tránh né hết Họ chỉ để dành cái lời trả lời phỏng vấn chính thức cho phát ngôn viên hoặc là đích thân bộ trưởng quốc phòng thôi. Chứ họ ít khi nào họ trả lời lắm quý vị. Lần này gần như là họ muốn chiếm diễn đạt. Tuy nhiên thì à, phía của các cơ quan truyền thông họ phỏng vấn của phía Trung Quốc xong thì họ cũng quay qua phỏng vấn của những phía khác bao gồm cả Nhật Bản, cả Úc, cả Hoa Kỳ. Úc thì ngôn ngữ mềm dẻo hơn. Úc thì cho rằng là Trung Quốc nên giảm đi tất cả những cái uh, gọi là trò bức hại của họ ở trên mặt biển và phải tôn, tuân thủ cái uh, luật trên biển. Ngược lại, phía Nhật Bản thì có những ngôn ngữ rất mạnh. Họ nói rằng là Trung Quốc đang trở thành một cái tiềm năng đe dọa không những là trên eo biển Đài Loan mà còn là một cái tiềm năng đe dọa toàn bộ khu vực Á Châu. Đây là lời khẳng định của phía Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Yamada. Thì quý vị, rõ ràng, phía Nhật Bản đã có ngôn ngữ cứng và phía Hoa Kỳ thì thẳng thắn ông Lloyd Austin đã lên tiếng và quý vị thấy chỉ có Lloyd Austin trả lời phỏng vấn thôi chứ không có những nhân vật khác nhiều ngay cả Mark Milley tức là, là tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ cũng không có phát biểu và cũng không có mặt luôn thì quý vị Trung Quốc lần này lại tràn người ra rất là nhiều nhưng cuối cùng kết quả của cái hội nghị shangri này là những cái tuyên bố mà bất lợi cho Trung Quốc thứ nhất là các quốc gia Á Châu cho thấy là họ hoàn toàn bất lực trước sự đối đầu của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Họ tìm cách quân bình thế lực của đôi bên, nhưng mà có vẻ như không xong. Có vẻ như không xong. Và thứ hai là ngay sau hội nghị này thì Anh, Đức đồng ý là sẽ gửi các tàu chiến của họ tới Á Châu Thái Bình Dương trong cái tuyến đường Indo-Pacific. Điều này rõ ràng là các quốc gia Tây Phương, đặc biệt là khu vực Âu Châu, đã bắt đầu thứ nhất là bị Hoa Kỳ thuyết phục. Và thứ hai, họ nhận ra được cái tiềm năng đe dọa nguy hiểm của Trung Quốc. Và thứ ba là họ nhận thấy được là nếu như mà không can dự vào cái tình hình của Á Châu, họ sẽ bị mất phần. Họ sẽ bị mất phần. Do đó quý vị, với ba lý do này, thì Đức là cái quốc gia gọi là ẩm mờ nhất, tức là Đức là cái quốc gia ba làng nhất. Thì bây giờ họ quyết định là phải than can dự vào khu vực Á Châu Thái Bình Dương nhiều hơn và 2024 ít nhất là hai chiếc khu trục hạm của họ sẽ có mặt tại đây. Canada thì đã đứng chung với Hoa Kỳ. Anh quốc thì đã đưa ra cái chiến lược gọi là Indo-Pacific Strategy, tức là chiến lược Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thì Anh cũng sẽ có mặt chung với Hoa Kỳ. Thì quý vị, tuy nhiên, trên thực tế, những quốc gia này tuyên bố bằng cái miệng, chúng ta vẫn chưa thấy họ có mặt. Đức thì có mặt, nhưng mà năm ngoái họ có mặt thì họ lại đi Họ lại xin cập bến vào Trung Quốc nữa, tức là họ cũng không muốn mất lòng Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc từ chối không cho tàu chiến của Đức khi băng ngang eo biển Đài Loan và muốn cặp vào bến Trung Quốc thì Trung Quốc không cho. Nhưng mà quý vị, năm nay thì có vẻ như là các quốc gia này đã bắt đầu có cái xu hướng về mặt ngôn ngữ và ngoại giao mạnh mẽ hơn. Có điều là chúng ta vẫn phải chờ xem vào cái hành động cụ thể của họ. Đức cam kết nhưng mà Đức dường như là cái quốc gia luôn thất hứa. Đức đã từng cam kết với lại uh, NATO là đóng góp 2% cái uh, tổng số GDP của họ vào ngân sách quốc phòng của NATO. Nhưng mà cho tới khi bà Angela Merkel mà rời khỏi cái chức vụ thủ tướng thì Đức cũng chỉ đóng góp có 1.1% cho tới khi Nga tấn công vào Ukraine thì Đức mới lần đặt tăng ngân sách quốc phòng. Rồi thứ hai, Đức trước đó từng tuyên bố là sẽ có mặt ở Á châu Thái Bình Dương vào năm 2022 nhưng chọn năm 22 chúng ta không thấy mặt mũi của họ. Do đó, lời ph à, phát biểu của Đức và lời khẳng định của Đức thì chúng ta cũng chờ xem hành động cụ thể của họ. Họ đòi là phải có mặt nhưng năm 2024 lần, chứ còn 23 họ không xuất hiện. Điều này cho thấy là họ vẫn chưa có muốn mít lòng với Trung Quốc. Họ có mặt là bởi vì quyền lợi của họ và thứ hai là đáp ứng theo cái tinh thần gọi là đồng minh của Hoa Kỳ. Họ có mặt gần như là chiếu lệ nhưng họ lại chưa có mặt ngược lại anh đã xuất hiện rồi anh đã giữ lời cam kết anh đã tuyên bố đưa hàng không mẫu hạm à, elizabeth queen à, đệ nhị vào trong cái à, biển đông và vào trong cái khu vực á châu thái bình dương điều này anh đã làm canada thì quý vị thấy là họ luận vẫn song hành với hoa kỳ và vừa rồi chín tàu chiến của canada và của hoa kỳ băng ngang eo biển đài loan và canada không phải chỉ một lần mà gần như là canada cứ cách một vài tháng là có tàu chiến họ băng ngang eo biển đài loan thì quý vị duy nhất có một mình canada là đồng minh thân cận của hoa kỳ ở khu vực bắc mỹ là họ có một cái giữ lời cam kết thôi còn pháp đức tây ban nha hay là ý thì chúng ta chưa thấy chúng ta chỉ nghe bằng miệng thôi chúng ta chưa thấy những hành động cụ thể thì lần này quý vị có một cái cuộc tập trận rất lớn về cứu trợ nhân đạo ở trên mặt biển của indonesia tổ chức trong đó có luôn cả hoa kỳ có cả trung quốc có cả các quốc gia của Âu châu. Trong đó là Canada, Pháp, Đức cũng được mời, Nhật Bản cũng được mời. Đây là cuộc tập trận cứu nạn, cứu nạn trên biển, tức là họ sẽ thực hiện tất cả những cái uh, cuộc mà thực tập về tìm cách uh, cấp cứu trên mặt biển khi mà có thiên tai nhân họa. Thì uh, Indonesia là quốc gia đứng ra tổ chức với là các phe tả hữu có mặt hết. Thì quý vị, những tàu này họ đã có mặt, nhưng họ lại không băng ngang qua biển Đông. Và họ cũng không có xuất hiện ở eo biển đài loan chứng tỏ là họ vẫn còn uh, e dè và chưa muốn mít lòng một cách công khai với trung quốc mặc dù các quốc gia âu châu là pháp đức rồi ý đều tuyên bố là họ sẽ uh, đáp ứng cái chiến lược indo pacific của hoa kỳ nhưng mà về cụ thể vẫn chưa thấy về cụ thể vẫn chưa thấy cho tới khi nào mà họ xuất hiện chung với tàu của hoa kỳ lúc đó thì chúng ta mới thấy được cái uh, cái tình hình nó như thế nào còn bây giờ thì quý vị thấy rõ ràng là vẫn còn có một cái cuộc gọi là à, tuyên bố bằng ngoại giao mà thôi thì quý vị tuy nhiên sau cái hội nghị salila lần này thì chúng ta nhận ra được cái kết luận thứ nhất là các quốc gia ở đông nam á đông nam á đã không còn chọn lựa họ không thể quân bình được mối gọi là cái cuộc đối đầu gây gắt giữa trung quốc và của hoa kỳ họ phải chọn một bên có lẽ là sau cái hội nghị salila này các quốc gia á châu sẽ phải chọn lựa những quốc gia mà còn lần khừng chưa muốn chọn lựa phải sẽ phải chọn lựa. Singapore là cái quốc gia mong muốn nhất là quân bình cái sự hiện diện của hai bên. Nhưng mà chính họ cũng bất lực. Các tổ chức chiến lược mở ra các cái cuộc nói chuyện bên lề của Sarayla đều cho thấy rằng là cuộc đối đầu này không thể rút lại, không thể giảm đi, càng lúc càng căng hơn. Do đó, gần như là các quốc gia tại Á châu họ biết được cuộc đối đầu này giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở trên khu vực Á châu Thái Bình Dương là một cuộc đối đầu đang diễn ra và không giảm đi. Và họ không còn chọn lựa, tức là bắt buộc phải đứng về một phía ở trong cái cục thế mà tôi gọi là lưỡng cực ở tại Á châu. Thì quý vị, sau cái hội nghị ra lần này thì Trung Quốc có vẻ như là bắt đầu tìm cách tấn công về mặt ngoại giao. Tức là bên lề của cái cuộc hội nghị này, thì giới quân sự Trung Quốc bên cạnh việc xuất hiện trên các diễn đàn, chiếm diễn đàn họ liên tục đi gặp gỡ các đối tác xung quanh. Các đối tác xung quanh gồm có các cái giới quân sự của và ngoại giao của các quốc gia Đông, Đông Nam Á. Nhưng có vẻ như là các quốc gia Đông Nam Á không muốn gọi là châm dầu vào lửa. Họ tránh tiếp xúc. Họ tránh tiếp xúc cả phía Hoa Kỳ lẫn phía của Trung Quốc. Họ có gặp phía Nhật Bản. Có thể nói là năm nay phía Nhật Bản là được họ sắp xếp lịch gặp nhiều nhất còn gần như Trung Quốc với Hoa Kỳ là họ tránh né. Tức là họ có mặt trong hội nghị nhưng mà họ từ chối gặp gỡ bên lề. Từ chối cả hai bên luôn. Thì quý vị rõ ràng là các quốc gia Á Châu lần này họ cảm thấy bất lực. Tại vì họ thấy rằng sự hiện diện của họ sẽ bị đẩy về một phía. Do đó họ đang lừng gần và bây giờ họ thấy rằng không còn chọn lựa. Họ lớn cấn không biết chọn vào phía nào. Do đó họ từ chối cả hai bên điều này cho thấy rằng là khu vực Á Châu Thái Bình Dương điển hình là khu vực cụ thể nhất là khu vực biển Đông thứ hai là eo biển Đài Loan đây là hai khu vực được xem là chiếm toàn bộ cái diễn đàn của khu vực trong đó thì quý vị các quốc gia Á Châu mặc dù là tiếp tục thỏa thuận với Trung Quốc trong cái vấn đề coc tức là code of conduct à, quy tắc ứng xử nhưng có vẻ không xong và Trung Quốc cũng thú nhận điều này còn phải xảy ra thêm và ít nhất một chục năm cũng chưa xong cái quy tắc này. Lý do là bởi vì họ nói rằng một mặt Trung Quốc cam kết nhưng mặt khác thì tàu chiến và tàu hải giám của họ vẫn tiếp tục có những cái nguy hiếp đối với những quốc gia ở khu vực. Thì quý vị, việc này diễn ra giữa lúc mà tàu hải giám của Trung Quốc vẫn đang tràn ngập ở biển Đông, trong đó tiếp cận gần khu vực của Philippines và thậm chí xâm nhập vào vùng nhận dạng, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Do đó quý vị các bây giờ mà đi gặp các giới chức quốc phòng cũng như không Họ không lui lại Và rõ ràng đối với lại khu vực này Bắc Kinh vẫn dùng bắp thịt quân sự để uy hiếp Do đó tại sao lần này Hoa Kỳ nói rằng Chống sự uy hiếp và bức hại Hoa Kỳ sẵn sàng đứng chung với các quốc gia Để chống lại sự uy hiếp và bức hại từ Trung Quốc Đây là lời khẳng định của ông Lloyd Austin Ngay trong diễn đàn Trong khi đó thì Lee Sanfu lên tiếng biện minh cho cái việc mà chặn ngang tàu của Hoa Kỳ và Trung Quốc và Canada ở tại eo biển Đài Loan. Thì quý vị, lời biện minh này có vẻ là ông ta muốn thuyết phục các quốc gia. Nhưng mà các quốc gia ở khu vực thì họ vừa mới có mối quan hệ với Trung Quốc, họ lại có mối quan hệ thân thiết với Đài Loan. Họ cũng không muốn Đài Loan bị Trung Quốc nuốt. Tại vì Trung Quốc mà nuốt xong Đài Loan thì các quốc gia kế tiếp sẽ là mục tiêu. Do đó, họ không muốn Trung Quốc nuốt Đài Loan. Mặc dù họ không lên tiếng binh vực cho Đài Loan trước, ngoại trừ Philippines ra, thì quý vị các quốc gia còn lại không quốc gia nào lên tiếng binh vực cho Đài Loan, nhưng họ vẫn ủng hộ cho sự hiện diện của Hoa Kỳ. Bằng chứng là quý vị, tàu chiến của Hoa Kỳ di chuyển qua các vùng biển đặc quyền kinh tế đều được đón chào. Trong khi đó, tàu của Trung Quốc mà uh, mon mang tới đặc quyền kinh tế của họ là họ đưa tàu chiến ra trận liệt. Họ đưa tàu chiến ra trận ngay tại chỗ liền. Thì quý vị, điều này cho thấy rằng là họ ngầm ủng hộ cho Hoa Kỳ có hiện diện bởi vì họ thấy rằng cái thế lực Trung Quốc uy hiếp toàn bộ khu vực. Do đó, họ cần một cường quốc có mặt tại đây. Thì Hoa Kỳ luôn luôn quý vị, chiến lược của Hoa Kỳ là không đơn độc một mình. Khi mà Hoa Kỳ chuyển trục vào một khu vực nào đó, luôn có những cái đồng minh ở địa phương hoặc là Hoa Kỳ phải lôi các đồng minh có thanh thế ở trên thế giới vào cuộc vào một cái vào cái khu vực đó thì quý vị trước đây cũng vậy quý vị nếu mà quý vị nhìn lại trước đây cuộc chiến của Afghanistan thì NATO đưa quân vào chung với Hoa Kỳ sau đó cuộc chiến Iraq thì lúc đó ông Bush đơn thân lật đổ Saddam Hussein lúc đầu Âu Châu từ chối nhưng cuối cùng cũng phải hiện diện cuối cùng cũng phải hiện diện rồi tới năm 2014 khi mà bùng nổ cái lực lượng Hồi giáo ISIS chiếm một phần đất của Iraq, Syria để mà lập cái lãnh thổ gọi là Caliphate của Hồi giáo đó quý vị. Thì NATO cũng phải có mặt chung với Hoa Kỳ. NATO cũng phải có mặt chung với Hoa Kỳ. Do đó lần này cái cục diện tại Á Châu cũng tương tự như vậy. Mặc dù có sự lần gần bởi vì cái mối quan hệ của Trung Quốc với những quốc gia Âu Châu khá là à, phức tạp. Nhưng với cái chiến lược và gọi là chuyến trục này. Thì cuối cùng Âu Châu vẫn phải đứng chung với Hoa Kỳ Tại vì đó là cái chiến lược an ninh toàn cầu Chứ không phải chỉ là đơn giản là cái quyền lợi kinh tế Một cuộc chiến của Nga tại Ukraine Khiến cho cả Âu Châu phải sất bất sang bang rồi Bây giờ nếu thêm cuộc chiến của Trung Quốc tại Á Châu nữa Thì quý vị là kinh Âu Châu mà có chỉ có ích kỷ Mà chỉ có quan tâm về kinh tế Thì họ cũng sẽ vỡ cả nền kinh tế luôn Cho nên họ đồng ý quan điểm của Hoa Kỳ là tăng cường sự hiện diện để kềm chế không cho cuộc chiến này bùng nổ. Đám Âu Châu muốn như vậy. Tức là Đức, Pháp, Ý cho tới Tây Ban Nha là họ không muốn cuộc chiến bùng nổ tại Á Châu. Mà điều duy nhất để cuộc chiến không bùng nổ là tăng cường sự hiện diện của họ, tăng cường sự kềm chế, không để cho một phía làm ẩu để cuộc chiến này bùng nổ. Do đó quý vị, họ mới cam kết quay trở lại Á Châu. Nhưng họ lại sợ mít lòng Trung Quốc. Trong cái vấn đề mà gọi là họ có những mối quan hệ kinh tế sâu đậm với Trung Quốc. Do đó quý vị, họ lại đi kiểu giống như là, um, tôi gọi là gì quý vị? Gần như không phải là hai hàng. Mà họ tìm cách tránh né để tránh sự nổi giận của một phía. Tránh Hoa Kỳ nổi giận. Nhưng mà cũng tránh Trung Quốc nổi giận luôn. Thì đám Âu Châu chơi cái trò lách né kiểu này. Tuy nhiên, lần này thì sau cái hội nghị lần này, họ nhìn thấy ra. Họ nhìn ra được cái tầm nguy hiểm của Trung Quốc họ nhìn ra được có rất nhiều những quốc gia đồng minh của họ và đối tác của họ thân thiết của họ tại á à châu đang bị uy hiếp trong đó tôi không nói những quốc gia đông nam á mà tôi đang nói tới nhật nam hàn là những quốc gia đối tác và đồng minh của âu châu họ là đối tác rất tốt của âu châu trong suốt nhiều năm nay và bây giờ chính họ cũng đã bị uy hiếp thì âu châu cũng đâu có muốn là những đối tác kinh tế này bị uy hiếp quý vị do đó họ mới cam kết riêng nhật bản lần này phải nói rằng là trong toàn bộ cái salila này Nhật Bản chiếm diễn đàn. Chiếm diễn đàn ở chỗ là bên lề. Có nghĩa là cái hội nghị này những cái cuộc gặp gỡ bên lề các quốc gia từ Âu tới Á đều muốn gặp gỡ với lại ông bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản là Yamada. Thì quý vị, điều này cho thấy là cái nhu cầu cho Nhật khi mà Nhật bắt đầu tìm cách gọi là tăng đo lường cái việc tăng cường vai trò của họ đang đang hiện rõ lắm. Tức là rõ nét hơn. Các quốc gia đều muốn gặp Nhật Bản trong đó ngoại trừ cái vấn đề mà thắt chặt về các mối quan hệ kinh tế họ vẫn muốn lực lượng quân sự của Nhật Bản là có mặt ở các khu vực họ tin vào cái lực lượng quân sự của Nhật Bản trong khi Nhật Bản bây giờ thì về cái hiến pháp của họ tôi đã nhắc với quý vị nhớ rất nhiều lần họ muốn có mặt họ phải tu chính hiến pháp chứ không thôi họ không thể có mặt được nhưng mà lần này các cuộc gặp gỡ bên lề thì là cái tôi nói là ba ngày bận rộn nhất của ông à, bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản, bởi vì gần như là các quốc gia tại Đông Nam Á đều có những cuộc gặp gỡ bên lề, đều có các tổ chức chiến lược từ tổ chức chiến lược của Singapore, tổ chức chiến lược của Ấn Độ, tổ chức chiến lược của Úc đều liên tục mời ông phát biểu ở trong các cái tổ chức chiến lược này, thì quý vị rõ ràng cái vai trò của Nhật Bản đã hiện rõ. Như vậy thì kết thúc cái hội nghị shalila này cái bài cái sự kết luận của tôi thứ nhất là các quốc gia tại á châu đặc biệt là khu vực đông nam á đã bất lực trong cái cuộc gọi là đối đầu của hoa kỳ và trung quốc họ không có cách nào giảm đi được cuộc đối đầu này đó là cái đầu tiên mà họ là kết luận của cái của tôi trong cái hội nghị shalila thứ hai âu châu đã bắt đầu nhận ra được cái tiềm năng quan trọng khi họ hiện diện tại á châu và anh đức đều tuyên bố thứ ba là vai trò của nhật bản đã nổi bật ở trong cái hội nghị salila một cái điều mà trung quốc không muốn mặc dù trung quốc đã đưa rất nhiều nhân sự tới chiếm diễn đàn và gần như là xuất hiện ở các diễn đàn và muốn gặp gỡ bên lề nhưng đều thất bại họ nhận ra được cái tiềm năng đe dọa của nhật bản tức là nhật bản đang đe dọa tới cái quy thế của trung quốc tại á châu Do đó, sau cái hội nghị Shaila này, tôi nghĩ rằng phía của Bắc Kinh sẽ bắt đầu có những thái độ cứng rắn và diều hâu với Nhật Bản hơn. Thậm chí là họ có thể thọc gậy cả Bắc Hàn để gây khó khăn cho Nhật Bản. Tại vì họ thấy được cái thế lực của Nhật Bản bây giờ gần như đã khác với ngày xưa. Và quý vị, kết thúc hội nghị này, dường như là các quốc gia đã thấy rõ cuộc chiến của Nga tại Ukraine nếu không tăng cường sự kiềm chế, thì nó sẽ có một cuộc chiến khác tại Á Châu và các quốc gia ở khu vực không muốn cuộc chiến này xảy ra. Và bây giờ, quý vị, đây sẽ là một trong những cái kết luận của tôi là các quốc gia này bây giờ họ mong muốn cộng đồng quốc tế xuất hiện nhiều hơn để tăng cường sự kiềm chế. Tại vì họ biết rõ một khi cuộc chiến bùng nổ ở tại Á Châu thì quý vị nó có thể lan rộng ở nhiều quốc gia chứ không phải chỉ đóng cục bộ ở một khu vực. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài phân tích sau cái hội nghị San La này và cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã có lẽ có vẻ như là đã lôi kéo được các đồng minh ở nơi khác về khu vực Á Châu. Ngược lại, Bắc Kinh tăng cường vai trò và tăng cường cái tầm ảnh hưởng nhưng có vẻ chuốt lấy thất bại. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.